Ui con lợn to, lợn to, lợn to. Ui ui. Ồ con đấy chắc phải hơn tạ các bạn. Con đấy phải. Vâng. Một con lợn to sổng quá. Một con lợn to nó rơi vào tầm chắc phải gần 2 tạ, tạ rưỡi các bạn. Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh. Hôm nay thì tiếp tục hành trình đi chợ phiên quay chia sẻ cho ông bà. Hải đang đứng ở một cái phiên chợ là vô cùng là mộc mạc ấn tượng và có nét gì đó hoang sơ ở trên miền núi vùng cao. Ở đây thì mình thấy là người ta bán những cái cầy, cái bừa này bằng gỗ. Đấy, những cái mặt hàng thủ công bà con làm và mang đi chợ phiên để bán ấy. Đây, rất là giản dị, những cái cầy bằng gỗ người ta làm rất là đẹp. Còn cái hình vuông vuông này, chữ nhật này thì đấy là cái bừa nhé các bạn nhé, bừa. Còn trên này thì bà con bán rượu. Ở đây là rượu ngô các bạn. Và chợ Lùng Phình này diễn ra vào sáng thứ sáu hàng tuần. Đây, các cô ấy mua bán rượu ngô. Ấy bò tan nâu anh ạ. Chưa tan đâu. Và thấy người ta bảo là sốc mạnh nên là bọt nó lăm tăm là một này, tan nâu là hai này. Đấy là ở đây thì các bạn mua có thể là thử rượu ạ, rượu ngô. Lúc sáng mình cũng thử một hôm rồi, thử hai ba hôm rồi. Hình như anh này cũng mua được can rượu 5 lít này các bạn này. À bác này mua rồi. Đấy. Ở đây thì có người đang sửa những cái cào, cái cuốc các bạn. Đổi ca này. À cân. Mày vừa nào rút được cái xe. Rút đó. Rút cái thằng to à. Rút cho bà dưới con à. Con thầy đó, cho mua bà dưới dạy dạy. Cắt ra. Giúp mày chết chưa. Rượu ngô ạ, rất là thơm. Ở đây là người ta đi mua nhiều này, phụ nữ đi mua về cho chồng hoặc là cho gia đình này, ví dụ nhà có công việc này, đấy người ta mua rất là nhiều. Rượu lặng không? Rượu, anh thử rượu lặng không? Em thử tí nhé. Nằm nắp luôn, nằm nóng. Ôi, không trời đâu. Bây giờ là Hải thử xem là khoảng bao nhiêu độ nhé các bạn nhé. Thơm nhỉ? À. Cây. Nóng nóng rồi đấy. Giờ này nó rơi vào khoảng 37 độ ạ. Để mình hỏi cô xem khoảng bao nhiêu độ nhé. Cái này được khoảng bao nhiêu độ cô? Khoảng bao nhiêu độ? Đến 37 độ không? Cô có hay đo rượu không? Hay là chỉ nấu đấy ạ? À. Cái này phải có cái nhiệt kế đo cơ bạn. 10 lít 200 nghìn. À 150 à? Rượu 15 à? Nhưng mà rượu này chú uống thử rượu khoảng bao nhiêu độ? Đến 37 độ không? 36 độ nhỉ? Cái này nó cũng chưa lặng lắm.
đấy, khu vực bà con bán rượu ngô nhé các bạn nhé. Rất là nhiều người mua rượu ngày hôm nay, chắc là nhà có việc hoặc là mua về uống dần các bạn. Ôi, chờ phiên, chúng ta đang có mặt tại ở ngoài đường các bạn. Bây giờ thì mời các bạn đi dạo một vòng nhỉ. Đấy, ở đây thì bà con bán chuối này, bánh rán này. Rau này, ớt này, mận này, mận tầm hoa ấy. Ở đây thì đa số là đồng bào người Mông các bạn nhé, người Mông, người Lùng. Ở đây là chú ý mua cây giống ấy. Đây, cây giống ớt các bạn, mua về trồng. Ở trên này bà con hay ăn ớt, bởi vì là trên này thường thường là hay rét, đặc biệt là vào mùa đông các bạn, rất là lạnh. Và nhiệt độ có khi là âm hoặc là nó phải ít, hoặc là 2 hoặc là 3-4 độ thì cực kỳ là lạnh. Nên người ta hay dùng ớt để ăn, để cho nó nóng các bạn. Và trong ăn nhiều dần dần thành quen. Vì thế mà chúng ta đi chợ phiên thì rất là hay gặp bà con bán những cái đống ớt, hoặc là những chai ớt, hoặc là ớt xay. Ví dụ bên kia là ớt xay này các bạn. Đấy, ớt người ta xay từ ớt treo góc bếp đấy. Còn đây là đống ớt tươi. Loại ớt to này thường thường là bà con bán là 10.000 một đống. Còn bên này thì người ta đang mua những cây cà, cây giống cà tím đấy các bạn. 10.000 một bó. Đây, khách du lịch người ta cũng đi chợ phiên chơi, trải nghiệm, khám phá vùng cao các bạn. Ai cắt chìa khóa đây? Ồ, đây ớt siêu cay này các bạn. Ớt siêu cay. Đấy. Ở đây là bà con bán trên 200.000 các bạn. Có thời điểm mà rẻ nhất thì nó rơi vào 160, có thời điểm đỉnh điểm nó rơi vào 250 các bạn. Ở siêu cay. Còn ở đây là những cái quả mận tâm hoa này. Đấy. Mận địa phương các bạn. Mận này là bà con trồng được và đến mùa thu hoạch thì mang đi bán đấy. Và cái thời điểm bây giờ thì quả to nhất thì người ta bán là người ta bán là 40.000 một cân. Đấy. Còn thấp nhất là 10.000 một cân, nó tùy vào size, có size nhỏ, size to các bạn. Cô bán nhiều nhỉ? Vâng. Chuyên gia hoa quả, vải, dưa. Đấy, các cô người Mông đang ngồi tâm sự các bạn. Chợ rất là đông ở hai bên dọc đường nhé các bạn nhé. Đấy, hoa quả. Đây là những cái hoa quả phổ thông thôi. Đấy, vải này. Táo rồi xoài rồi dưa hấu ấy. Dưa người Mông các bạn. Vâng. Nó màu vàng đấy, không phải nó già đâu nhỉ? Cái màu của nó vậy nhỉ? Không già đâu, à. Dưa vỏ vàng đấy. À, dưa vỏ vàng. Mua vàng này là đây. màu vàng là tưởng người lạc không biết là tưởng nó già già đấy, nhưng mà nó không phải già đâu các bạn. Cái vỏ của nó màu vàng này. Đấy.
Dưa này thì mấy bao nhiêu tiền một cân à? 10.000 một cân thôi. Thế cũng bằng dưa kia nhỉ? Giống nhau. No lắm rồi. Cho người xuôi ăn thử dưa, dưa người Mông ấy. Này chị đang chọn dưa các bạn. Cứ chọn quả nào to nhất vậy. Vừa bán dưa, vừa bán dứa. Dưa dứa. Dứa này là dứa Mường Khương này. À dứa Mường Khương, dứa nổi tiếng ấy nhỉ. Thơm nhỉ, gọt dứa mùi rất là thơm. À, Mường Khương các bạn, dứa Mường Khương này, ớt Mường Khương này, rượu Mường Khương này. Đấy, đấy là ba thứ nổi tiếng. Ở Mường Khương có thứ gì nổi tiếng nữa không nhỉ? Dứa này, ớt này, rồi rượu này. Đấy, mình chỉ biết Mường Khương là nổi tiếng những mặt hàng đấy. Ôi, chúng ta sẽ di chuyển nhé các bạn nhé. Bà đấy gà mình mua nhưng mà mình không mua các bạn. Bởi vì là hôm nay mình không về nhà. Mình đứng, mình ở chợ Bắc Hà. Mình đi chơi chợ Lùng Vình, sau đó là mình sẽ về chợ Bắc Hà. Và gần tối tối mình mới về cơ. Nói chung là những cái mặt hàng ở trên này thì mình ăn suốt và mua suốt. Hôm nay ngại cầm ấy. Đi tối mới về, ngại, rất là ngại cầm. Nói chung là chúng ta thích mua thì mua, ủng hộ thì mua ủng hộ. Và do nhu cầu các bạn, cái này gọi là do nhu cầu. Không ai ép. Hợp lý thì chúng ta mua. Chúng ta cảm giác bận quá mà chúng ta mua xong lại mang bận vào người thì chúng ta không mua. Đấy nữa. Dưa mèo, dưa chuột. Đây, chúng ta đang đến khu vực bà con bán lợn này. Đây. Khu vực bà con bán lợn đen. Lợn bản. Đây là ngã ba các bạn. Ngã ba. Ở chỗ kia là có một cái lối xuống kìa. Bây giờ thì cũng một người ta cũng mua hình như là gần hết lợn rồi. Buổi sáng ấy thì nó nhiều. Nhưng mà bây giờ thì nó rơi vào 9 giờ rồi. 9 giờ thì chợ vùng cao cũng sắp tan. Bởi vì là người ta họp sớm, người ta về sớm. Và đặc biệt mùa hè các bạn. Mùa hè thì tan sớm. Ở đây có cái bậc xuống này, mình sẽ xuống xem nhé. Ai chà, con này thả rông à? Một con lợn to các bạn. Con đấy là chắc là hầu như là gần như là to. Ở đây có mấy con to này. Hình như hôm nay vắng vắng nhỉ. Đấy, khu vực bà con bán lợn. Ở đây có lợn giống, đa số là lợn giống là nhiều các bạn. À đây. Ở đây có một con to buộc ở đây.
Con này béo này, thịt tốt rồi. Đây, lợn đen. Con này chắc phải xem mình đoán là khoảng bao nhiêu cân nhé các bạn nhé. Để nhìn rõ nó một tí. Một... đây. Một em lợn đen. Và con này nó cũng phải rơi vào 50 cân đấy các bạn. 50 nhân với giá 90. 95, 45, 4 triệu rưỡi à? Thôi 80. 8 à? 85, 40. Mấy em lợn đen to quá. Nói chung là ra chợ thì những con này gọi là tương đối rồi. Còn những cái dòng tạ hơn tạ thì hầu như là người ta ít mang ra chợ. Nguyên nhân thứ nhất là do là con lợn nó to quá, chở nó rất là nặng, mà không ai mua thì trở về rất là mệt. Và thường thường là các bạn thấy ở trên chợ phiên rất là nhiều những cái quán làm thực, và người ta sẽ vào nhà người ta mua trực tiếp luôn ở trong nhà, tại nhà người dân luôn, chứ người dân thì không phải mang ra chợ nữa. Đấy, con này nó cũng phải rơi vào 3 triệu mấy các bạn, 3 triệu 6, 3 triệu 7. Này, béo này, thịt tốt rồi các bạn. Con này thịt đấy, ở trên chợ phiên thì các quán ẩm thực ấy, người ta thường thường là hay người ta hay sử dụng thịt lợn đen. Khu vực bà con bán lợn. Lợn giống. Đấy. Đây đây, những cái con lợn giống đây các bạn này. Những em lợn giống. Ở đây có mấy con trên khoảng trên một yến này, tầm 1,3-1,4 triệu này. Và giá bình quân bây giờ là bà con đang đưa ra với giá là 100 đến 101 các bạn. Đấy. 101 là cao rồi. Cái qua Tết một tí thì người ta báo với giá là 120, nhưng mà bây giờ rơi từ 100 đến 101 thôi. Đây, mấy con lợn nhỏ này. Mấy con tầm 8-900 này. Ít. Đấy, rất là đáng yêu các bạn. Ở đây là toàn bộ cái khu vực bà con bán những cái con vật nuôi, con lợn. Rất là đáng yêu các bạn. Rất là quen thuộc. Đây là những cái con mà bà con hay nuôi để làm kinh tế. Ui. Đấy, ở đây là người ta bán cả những cái con cún này. Đây. Con chó ạ. À, đây là những cái dòng chó phổ thông thôi. Những cái dòng chó mà nó chỉ rơi từ 300-400. Đây, như con này chắc là người ta cũng phải báo là 400. Đáng yêu. Đây. Chị bán được một con này à? Có hai con đen bán được một con. Đấy, con này chị đang báo là 250 này. 250-300. Khoảng. Mang xuống Bắc Hà bán được nhiều. Bắc Hà đông lắm. Ừ. Đông mà không biết là có mua nhiều không nhỉ? Đông thì có đông nhưng mà không biết là chợ có bán được nhiều. Bán được nhiều ấy. À. Nhưng con chó đen rất là khỏe mạnh, rất là đẹp các bạn. Đây là chó bà con nuôi. Đấy, đây là dòng chó thường, chó phổ thông ấy. Đây, bên này cũng vậy này. Khu vực người ta bán lợn. Ở đây là có con lợn người ta để đây cho nó mát này các bạn này. Ở đây là có cái vòi nước bị thủng. Đấy. Và người ta để con lợn đây cho nó nằm cho nó mát luôn. Con này có vẻ như là già này. Đấy, tai nhỏ này. Các bạn nhìn cái màu da,
cái da của nó bị ghẻ như kiểu lâu ngày không tắm này, lông thì thưa thớt này. Và con này nó rơi vào tầm bao nhiêu cân được nhỉ? Chắc phải một yến này, hai yến chắc phải tầm 30 cân đấy các bạn. Đây, mình quay chiều này cho các bạn xem. Đây, ít. Tai nhỏ. Đây, con này trông vậy thôi mà người ta nuôi phải một năm, hơn năm đấy các bạn. Lần bản người ta hay nuôi lâu. Và nuôi lâu thì các bạn biết đấy, thịt nó rất là ngon, thơm. Và nếu mà ăn mỡ của nó thì nó cũng rất là ngậy. Và thơm, mỡ nó cũng thơm. Ít. Đấy. Khu vực đằng này thì bà con bán này. Một cái khung cảnh rất là ấn tượng. À. Không biết là sách về hay là sách bán đây. Thôi, có lẽ là video thì mình chỉ quay chia sẻ cho các bạn tới đây thôi. Đấy, các bạn muốn xem video chi tiết thì hãy sang kênh Hải Bảo Thắng để các bạn xem nhé. Kênh này thì tranh thủ lúc rảnh rỗi thì mình quay. Cảm ơn mọi người và cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ.